xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn chưa tất ế, vẫn chưa có bồ. Cùng lội ngược dòng thời gian để xem những trend TikTok nào hot trong dịp Tết và các năm gần đây nhé. Có một chén tiếp theo là gì? Gió vẫn thơ ra nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Diễu tiếng chim non truyền tình cánh đó hồn ào. Ngồi hồng tóc bên hiên nhà, trải nhìn mây trắng bay xa mờ. Tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ em ước. Chén hay thế này chắc chắn là con bướm xuân rồi. Xin cánh tay những bạn đã từng nghe bài này nào. Gió vẫn thơ ra nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Diễu tiếng chim non truyền tình cánh đó hồn ào. Ngồi hồng tóc bên hiên nhà, trải nhìn mây trắng bay xa mờ. Tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha. Câu 3, câu này có vẻ khó, đố bạn đoán được đây là trend gì đấy. Trend này tên là kẻ cắp gặp bà già. Ở ngoài đời trộm gặp bà già không biết như nào, chứ làm nhạc là phải cuốn nha. TikToker Hàn còn phải mê như điếu đổ đây này.
chưa đoán ra được thì like rồi chị Kính bật mí cho. Trên Tết Bình An này hot dần dần năm ngoái, được các pháp sư làm nhạc Việt Nam remix lên thì 10 điểm luôn. Điều tình vui cùng ấm no, xóa bỏ những khổ phiền, xóa hết mọi đau buồn, đem yêu thương đến muôn nhà. Chào một năm mới yên bình, Tết là Tết xuân. Câu 9, còn bây giờ chuyển sang trend năm nay thôi nào. Đây là trend gì? Đu trên khoe về phục phố đi bộ bao ngầu luôn. Người nước ngoài thấy còn phải ngoái lại nhìn mấy lần xem cho đã. Mấy em nhỏ đu trên cũng chất lắm nha. Kể tên 4 idol dưới đây đi. Xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tình bao vui
chị này là tiên nữ không ta? Sao chị trà đặng, châm đô, VV và Linh Barbie đẹp thế không biết, lại còn siêu năng động nữa. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan. Tình bao vui bên đó đây rồi rộn ràng. Kìa, mùa xuân đang đến. Câu 17, trong 4 chị đẹp thì có mấy chị mang bầu? Cho các fan từ trước rồi, có hai chị đang mang bầu là chị VV và chị Trà Đặng. Thế mà hai chị nhảy sung ghê luôn á. Chúc các chị và em bé luôn vui vẻ mạnh khỏe nhé. Và các fan của chị Kính nữa chứ, đừng quên ấn like đăng ký kênh cho chị Kính đấy. Bye bye.